Theo đánh giá của người dân châu Âu, thì Pháp là nước có nhiều nhà sản xuất phim hoạt hình nhất ở châu Âu và đứng thứ ba trên thế giới chỉ sau Mỹ và Nhật Bản. Chính vì vậy, chính phủ Pháp đã quyết định đầu tư vào ngành công nghiệp không khói với doanh thu hàng năm lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện việc sản xuất phim hoạt hình đã giúp cho 5.000 người tại thị trấn Angoulême có công ăn việc làm. Chúng tôi đã thu hút rất nhiều tài năng trẻ về cho thị trấn bởi công việc này đòi hỏi sự sáng tạo cao. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyển nhiều họa sĩ nước ngoài tới làm việc ở đây. Angoulême hàng năm còn tổ chức liên hoan truyện tranh quốc tế, thu hút gần 200.000 du khách ghé thăm. Giới họa sĩ truyện tranh, đặc biệt là truyện tranh hài hước, coi Angoulême là nơi tiên phong của nhiều loại phong cách nghệ thuật khác nhau. Có thể nói phong cách ở thị trấn Angoulême rất thích hợp cho công việc sáng tác truyện tranh. Hãng Blue Spirit có rất nhiều địa điểm để sản xuất phim hoạt hình, nhưng chúng tôi đều lựa chọn những nơi có tầm nhìn đẹp để các họa sĩ có cảm hứng làm việc. Theo đạo diễn Henry, hiện sản xuất phim hoạt hình 3D đang nằm trong top 5 ngành hot nhất lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Chính vì vậy, cho nên kinh tế đi xuống, các ngành được coi là hot của những năm trước như tài chính, ngân hàng, kiểm toán, kế toán, quản trị kinh doanh đã rơi vào suy thoái, thì thiết kế đồ họa và làm phim hoạt hình đang lên ngôi thế chỗ. Do đó, chính phủ Pháp đã quyết tâm biến thị trấn Angoulême thành một trung tâm sản xuất phim hoạt hình của cả nước và hướng tới ngành du lịch mới tại thị trấn thơ mộng này.